Dương Thanh Vàng và diễn viên đầu bếp Ngọc Thuật gửi lời chào đến tất cả quý vị đến với chương trình Hành Trình Hương Vị. Anh Thuận, anh thấy rồi đó, ngoài trời dạo này thời tiết thất thường á, lúc mưa lúc nắng, mới vừa chạy xe từ nhà qua là đang trời bình thường nha, chuyện mưa ngang luôn á. Em tất tả luôn, em chạy tới đây em chưa kịp ăn uống gì hết, tới đây là chỉ mong anh nấu cho một bữa gì đó thì là ngon. Anh có món nào mà nấu đơn giản, em ăn ở đây được, em đem về nhà được, rồi em tự nấu ở nhà cho có một món mà đơn giản, đó là mì gói em pha với trứng là coi như em đi đâu em cũng ăn được hết. Anh ơi, không? Anh là đầu bếp á. Xin lỗi. Mình đã đến với chương trình Hành Trình Hương Vị thì cái món này thường nghĩ là sẽ rất là phù hợp với Dương Thanh Vàng cũng như là phù hợp với tất cả quý vị ở nhà. Dễ làm, dễ thực hiện nữa, mình làm gà đi. Gà làm gì? Gà hầm đi. Hầm tiềm. Hầm tiềm. Ủa nhưng mà có rất là nhiều loại, như ví dụ gà hầm thì có hầm xăm, rồi hầm thuốc bắc. Anh thấy là có một cái nguyên liệu mà rất gần gũi, đó chính là sen. Mà đặc biệt là hạt sen rất là tốt sức khỏe. Tại sao chúng ta không làm món gà hầm sen kết hợp với lại táo đỏ? Gà hầm sen táo đỏ. Ui, tưởng tượng trong đầu nha, cái tô hầm canh hấp dẫn đúng không? Hấp dẫn nha. Và ngay bây giờ cùng với Dương Thanh Vàng và đầu bếp Ngọc Thuận, chúng ta làm ngay món gà hầm hạt sen táo đỏ. Không chỉ thơm ngon bổ dưỡng mà món gà hầm sen táo đỏ còn là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người bệnh. Món gà hầm sen táo đỏ là sự hòa quyện giữa thịt gà mềm cùng với hương vị nước dùng ngọt mát từ táo đỏ, thơm bùi của hạt sen. Đây chắc chắn sẽ là món ngon cho ngày cuối tuần, bồi bổ sức khỏe cho mình và cả gia đình. Thưa quý vị, bây giờ trên bàn đang là những nguyên liệu để chúng ta có thể thực hiện được cái món ăn ngày hôm nay. Mình sẽ lựa gà như thế nào? Gà nào mình nấu cũng được hay sao? Gà ta thì tất nhiên là nó chắc và ngon hơn rồi. Táo tàu này mình có thể có cần phải xử lý qua trước không anh? Táo tàu này anh đã ngâm với nước rồi, rửa sạch rồi. Em thấy kỹ tử ở đây anh cũng đã ngâm với nước rồi. Cũng đã ngâm rồi. Kỹ tử bắt buộc phải ngâm tại vì nếu không ngâm nó sẽ bị chua. Còn hạt sen? Hạt sen thì đây mình sử dụng là hạt sen tươi. Em dùng loại khô được không? Khô cũng được nhưng mà em sẽ bị một cái trường hợp là em hầm rất lâu. Ủa anh Thuận, cái sen này là mình có cần phải lấy cái tim nó ra không? Cái này thì mình đã lấy tim ra hết rồi. Đầu tiên mình phải lấy hành tím. Hành tím mình làm gì anh? Mình đập dập khoảng 50%. Đó. Đập phần nữa. Hỏi cũng vậy. Rễ ngò. Rễ ngò tạo cái mùi thơm, cái mùi thơm rất là đặc trưng, rất là lạ luôn. Đúng rồi. Gừng để mình xào cho nó có cái vị thơm áp vô gà ha. Mình sẽ tiến hành xào, mình sẽ cho dầu ăn. Tiêu này là anh sử dụng tiêu gì anh ha? Tiêu sọ. Mình dùng nguyên hạt luôn anh hả? Rồi xào cái đó ra. Xào cho nó thơm lên ha anh hả? Xào thật thơm, giảm lửa lại. Ồ, cái mùi thơm liền luôn á. Đúng rồi. Mình chỉ cần xào sơ thôi anh hả? Xào sơ rồi. Xào để cho nó săn cái gà. Săn thịt rồi, bây giờ mình sẽ cho nước vào đây. Nước dùng nước, nước dùng vào đây. Nước dùng gấp đôi cái gà đang có trong này. Dạ rồi. Anh nghĩ cái này cho khoảng lít nước á. Mình sẽ cho nước vào đây ha. Cái này mình hầm với lượng lửa như thế nào anh? Nó bắt đầu sôi lên. Thì mình hạ lửa riêu. Mình sẽ cho vào đây là kỹ tử. Kỹ tử. Sẽ cho vào đây là nấm đồng cô ha. Nấm đồng cô. Để nguyên tay đi. Dạ. Cái nấm đồng cô thì mình cũng phải ngâm nước trước nha. Dạ. Tiếp theo là táo ha. Táo đỏ. Cũng khoảng 7-8 trái thôi. Bắp non cho luôn bây giờ anh hả? Cho ngay từ bây giờ, hầm mà. Sau khi mà xào gà săn sơ xong thì mình cho nước vào, mình cho tất cả các nguyên liệu vào luôn. Đúng rồi. Sen thì mình cho khoảng 3 muỗng đi. Đừng khuấy. Không khuấy, không được khuấy luôn. Với cái định lượng này anh sẽ cho vào đây là khoảng 10 gram hạt nêm, 5 gram muối, 5 gram đường. Cho vào đây là khoảng 1 muỗng cà phê dầu hào. Dầu mè cũng vậy, 1 muỗng cà phê. Hơn 1 muỗng cà phê nước mắm một xíu để cho nó dậy mùi cái món của mình lên. Cái món hầm của mình đây á, nếu mà mình ăn được á thì là 1 tiếng là ăn được, nhưng mà gọi là
tinh chất của nó ra hết á, hòa quyện lại nhau là chưa. Nó khoảng 1 tiếng rưỡi trở đi. Em canh cỡ nửa tiếng trước khi ăn. Dạ. Em hãy cho cà rốt vào. Dạ rồi. Rồi. Bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng Vinh Thanh Vàng và anh Ngọc Thuận chúng ta chờ đợi cho một ít phút để cho cái món canh của chúng ta nó thật sự là hòa quyện với nhau. Dạ. Và nó tiết ra những tinh chất thiệt sự là ngon lành. Bây giờ mình đã hầm được 1 tiếng rồi ha. Dạ rồi. Này mình cho cà rốt vô đi để chút mình ăn cho nó ngon. Bây giờ màu sắc hiện tại đang rất là đẹp thưa mọi người nha. Có màu đỏ của táo, màu cam của cà rốt, màu nâu của nấm, màu vàng của gà, nhìn rất là ngon luôn. Màu trắng của hộp sen nữa. Bây giờ mình phải đợi thêm khoảng 15-20 phút nữa anh hả? Khoảng 20-30 phút nữa. Kính thưa quý vị, Dương Thanh Vàng và Ngọc Thuận đã hầm nồi gà được hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Và đây là một cái mẹo nhỏ thôi. Thường sẽ sử dụng là hành lá ha, ớt hiểm ha, Một lát gừng đập dập. Hành lá cũng vậy, đập dập dập. Cho hết nó vào. Cho vô trên mặt. Ba cái thành phần này sẽ giúp tăng thêm cái vị thơm của cái món của chúng ta. Wow. Đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món gà hầm hạt sen táo đỏ. Thưa quý vị, thơm tho như thế này còn chờ gì nữa. Ngay bây giờ mời quý vị cùng với Vàng và anh Ngọc Thuận thưởng thức thôi. Mời. Món canh gà hầm táo đỏ hạt sen từ lâu đã được xem là một trong những món ăn không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Miếng thịt gà mềm, dai kết hợp với nước dùng hầm táo đỏ và hạt sen ngọt thanh tạo ra một món ăn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Như vậy là chúng ta đã có một cái nồi gà hầm hạt sen và táo đỏ. Rất là ngon rồi. Thường là mình tưởng là mình sẽ ăn có gì chấm đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thật ra là đây là món hầm. Mình ăn chủ yếu là nước. Húp nước. Nước mới là cái tinh chất của món hầm. Đúng vậy thưa quý vị, thường thường là những món thực dưỡng á, thì chúng ta sẽ sử dụng ít cái gia vị và chủ yếu tập trung vô những cái nguyên liệu của nó sẽ ra những dưỡng chất. Nhìn cái màu sắc thì rất là đẹp rồi đó, mà không biết là cái hương vị nó sẽ như thế nào ta. Ôi thơm lắm mọi người. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức món ăn này với Vàng và Thuận. Xin mời mọi người. Mời Vàng ha. Em mời anh. Anh thích hấp nước à. Nhẹ nhẹ thanh thanh. Dạ đúng rồi. Cái vị nó thanh thanh và nó rất là hòa vào nhau luôn á. Ở trong đây mình vào mình ăn và mình húp vào mình sẽ có cảm giác là vị ngọt của táo tàu nè. Cái vị thanh của nấm cũng có luôn. Rồi có một tí chua nhẹ của kỷ tử. Em ăn nhẹ một cái miếng nấm này. Trời mưa lâm râm. Rồi ngồi ở nhà một khung cảnh như thế này. Ở ngoài trời thì đang mưa, trời thì se lạnh. Mình húp vô một miếng canh mà nó là canh ấm nóng nữa, mà là canh gà nữa. Trời ơi, tuyệt vời. Bây giờ em thử một miếng gà nha. Ui. Cái gà nó mềm, em lấy đũa em gắp ra được một miếng ăn nè. Ngon đấy. Gà mềm. Mà nó mềm, cảm giác nó tan ra trong miệng luôn. Tại vì hầm thời gian rất là lâu. Mềm, thơm, béo, ngon, ngọt. Thật sự với những món thực dưỡng như thế này thì nó giúp chúng ta bồi bổ sức khỏe và rất là tốt trong cái những lúc thời tiết chuyển mùa như thế này. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ có được những giây phút thật sự là thoải mái, thư giãn và học được một cái món ăn mới cùng với anh Ngọc Thuận và Dương Thanh Vàng. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 19h40 tối Chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Còn ngay bây giờ, Dương Thanh Vàng, anh Ngọc Thuận và chương trình Hành Trình Hương Vị xin chào và hẹn gặp lại. Du khách khi đến với miền Tây chắc hẳn không khỏi siêu lòng với những món ăn vừa ngon vừa lạ miệng. Trong vô vàn những món đặc sản, lẩu bần chua khiến khách phương xa nhớ mãi về mùi vị đậm chất hương đồng gió nội. Cách chế biến món ăn này sẽ được diễn viên Gia Linh và đầu bếp Vũ Nguyễn thực hiện trong chương trình Hành Trình Hương Vị, được phát sóng vào lúc 19h40 Chủ nhật
ngày 30 tháng 4 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.